It's good to see you. You too. Thank you. Have a nice day. You too. Thank you. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam. Okay. Yes. Okay. I go to the market. Okay. Bye. Chào các bạn, lại là Thư Babu đây. Mình tên là Thư, người Biên Hòa Đồng Nai. Nhưng do cả hai vợ chồng mình đang sống tại đất nước Papua New Guinea, nên mình lấy tên kênh YouTube là Thư Babu. Papua New Guinea hay còn gọi là nước PNG. Đây là một đảo quốc nằm phía bắc của nước Úc. Còn nơi mình đang đi dạo để làm phim và giới thiệu với các bạn là đảo Nusa thuộc KVN. Và vùng đảo này cách Port Moresby gần 2 giờ di chuyển bằng máy bay. Video này ghi lại thời gian mình đi thăm Nusa Village và mua sản phẩm thủ công truyền thống. Khu dân cư thì ở phía sau resort. Và mình thật sự cảm thấy thú vị khi được bước trên con đường mòn nhỏ, phủ đầy lá cây. Phía trên là rất nhiều những tán cây to, mà có khi mình nghĩ những loại cây này có số tuổi ngang bằng mình đó, có nghĩa là gần 40 tuổi. Đã lâu lắm rồi mình mới được bước đi trong khoảng không gian xanh mát, hít thở bầu không khí trong lành, thỉnh thoảng có mùi hơi ẩm của hơi nước, cũng có khi là mùi gió biển, hay cũng có thể là mùi cỏ cây. Xóm làng ở đây thì rất bình yên, những người dân trên đảo Nusa thì trông hiền lành và vô cùng chất phác. Người con trai dẫn đường vợ chồng mình đi cũng là người dân trên đảo. Và anh ấy cũng làm việc tại resort Nusa nữa. It's good to see you. Thank you. Have a nice day. Thank you. I'm from Vietnam. Vietnam. Yes. I go to the market. Đảo Nusa và Kevin Town được ngăn cách bởi biển. Đây là vùng biển nông. Có khi từ trên tàu, tụi mình cũng có thể nhìn thấy đáy biển. Khoảng cách giữa hai bờ không quá xa. Chỉ mất 3 phút di chuyển bằng cano với tiền vé là 3 kina, tương đương với khoảng 23.000 đồng. Cho nên đây là phương tiện giao thông duy nhất được sử dụng để đi lại giữa đảo Nusa và thị trấn Kevin. I don't have food here. I don't have food here. Mình rất là có cảm tình và ấn tượng tốt về đảo Nusa cũng như là người dân trên đảo. Những em thiếu nhi á thì nhìn rất là dễ thương và đẹp trai đẹp gái nữa. À, mình còn rất thích những em bé chó trên đảo nữa. Con chó này nó dễ thương ghê, nó đi theo mình từ hồi nãy tới giờ chắc cũng khoảng 200-300 mét rồi đó, mà nó cứ đi theo mình. Cái gặp một đàn chó kia cái nó sợ cái nó cứ quanh quẩn theo mình. Ê, wow, cuối cùng mình cũng đã đến khu bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ rồi. Mình mua được một cái vòng tay nè, một đeo bông làm bằng vỏ ốc và một cái hũ kẹo làm từ ráo dừa.
Mình mong có dịp sẽ được thăm lại đảo Nusa, Cabin Town, Papua New Guinea. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thư Papua. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye! Bye. 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 Bye.